Rồi chào tất cả bạn nha, bữa nay tới hẹn lại lên nữa bạn ơi. À, mình cũng đang phát cỏ ở bển nè. Hôm nay mình đi thăm những cái lò cá lóc thần thánh của mình coi sao. Lò này mình cũng để cũng khá là lâu à, 10 ngày lắm có lắm à. Không nhớ luôn bạn ơi, đi với tùm lum tùm la công việc á, ngoài sông tiền rồi vô đây rồi đó. Bởi vì nhiều lúc không nhớ ngày luôn, nhiều lúc thấy quẩn quẩn bắt đầu là đi thăm mà. Trời ổ trái thấy ham không, chị bà mình cũng đang phát cỏ ở bển. Wow, chỗ mình đi đâu cũng là ổi với ổi luôn, ổi sầu riêng, nhãn, giờ nhãn thì ít, ổi thì nhiều, chủ yếu là ổi là chủ lực, ổi trồng dài cái giá nó cũng được đó bạn, bán chung cũng có lợi. Đây từ chỗ liễm đang múc đất rồi, liễm mà không có định trồng trồng sầu riêng sao? Trồng sầu riêng đi quay mai mốt rồi mua máy đếm tiền mỗi tay luôn á. Gặp chỗ liễm rồi cứ than, gặp ổng cứ than. Ừ, không có tiền chứ không có vốn. Phải cái lời đầu tiên rồi đó, không biết chỗ nào đây. Giờ chặt tùm lum tùm la cho ăn ba cái cỏ luôn. Đây nè, mở hàng xuống xẻ coi. Làm cặp cá lóc chả ba lửa. Khởi đầu rồi, thuận lại. Ấm bala si bù si bù, bala 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 si bù. Khui. Thấy ốc bu này nổi lên phình nè, mà không thấy cá nó phóng. Cái cỏ gà phát ra ra, để luôn quay phim ra. Ê, trời cái sạc. Thánh thằng thiên đụng ơi, cái sạc dốc bu bạn ơi. Quá trời cái này luôn rồi. Ớn lạnh thiệt chứ. Trời ơi, siêu cảm động mừng ông nội. Nhìn cái sạc dốc bu không nữa. Lóc chê rồi đâu, không thấy vô mà thấy sạc dốc bu luôn. Cá đầu tiên thấy chất quất rồi đó. Chuyện gì ta, mở hàng cái đầu tiên không thuận lợi chứ. Cái chỗ này mương mà họ xả nước vô cá chạy mạnh lắm. Ồ, họ mà không xả nước vô chạy yếu mương nè. Mương nguyễn phong với gạch chứ. Đi vô đây mà gắn mối nó chạy sạc 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 thấy ớn lạnh luôn. Này mới mệt nó ăn ốc rồi. Vỏ quá trời vỏ bu. Ủa sao giống như ốc bu này mới còn mới to trời. Là làm gì nhóng be nó ớn lạnh nha. Có người thăm không? Không có người thăm là bạn có cá. Ủa ốc bu cá không bạn ơi. Cái này giống như có người thăm trời. Cái lời đặt đâu có nhóng kỳ vậy. Bò nó thì như con cờ hó vậy chứ. À, tải cả lợi với cái góc cầu gọi là thằng thánh của mình nè. Còn những mặt bò vô cái vườn quan thánh thằng ơi. Đú đú luôn. Sao đây? Sao lợ thấy còn hiện trời nó không thấy động tĩnh nhúc nhích chân. Là gòn bợn gắn như cá nè. Như thấy cái gì vậy? Thánh thằng thiên đụng luôn. Con cái gô với con cái lóc cẩn. Thôi để lại luôn. Rồi rồi tán con gắn cá quá đã luôn. Thấy cái lời đặt tào lao gì đó mà có mà hiệu quả. Khu vực này mà tới mùa mưa đặt chạy dữ lắm luôn. Rồi mà đặt thấy lúc mùa mưa chín thấy mê luôn. Giờ không mưa cái nước cạn quá cá đặt mấy cái lờ. Cái lóc này cũng chua. Ở cái lờ mình kỳ cục trời. Ngộ hả? À? Sao nó xê dịch theo kiểu bá đạo vậy, mình đâu có đặt cái lờ cái này bạn. Hình như có lóc bạn ơi. Còn con lóc à. Nhìn thấy luôn nước trong à. Đó, nó nằm cái chân nguyên hôm đó. Rồi cái lờ xây với cái. Trời tung dữ thằng ôn trời. Ngoài hả bưởi. Nằm im ru. Quậy quá trời ơi, nằm im ru luôn à. Sao thoát tay anh được cưng. Có hàng rồi nha, có hàng rồi nha. Tại chỗ này trong trống bắt coi. Dạ, trời trời, cỏ gì leo, thích lạnh gì chứ.
lóc đầu tiên. Một con lóc này cũng trọng mà, có mình nó vô nó quậy là mình xê dịch luôn á. Có cá là mừng à, con đầu tiên. Lóc này mũi ra phát trời, để anh làm gì coi, dưới thằng mũi chứ. Vậy lóc này về nó có chưa ăn? Mày anh làm việc mày, nãy thì im gu giờ nó manh động vậy, manh động với tao hả? Vô nồi canh chua đã ha, mổ tùng bấy sấy trời, mũ quá trời. Vô con lóc đầu tiên nha, đặt lại thôi, làm sao ai biết được kiếm hai ba con chà bá nữa sao. Một cái lờ này là cái lờ gian nan nè, tao nói bò từ ngoài kia cho tới đây thăm có một cái lờ này duy nhất thôi. Ui, gì leo dưới nội ơi. Sậy thì không sợ, không sợ gì leo, hướng từ lưa cho ăn đi chân nào dấp té má nhìn không ra. Thằng thiên đụng à, qua bò anh đây mà không con cá nào cừ lộn ruột. Này dùng từ bò chứ không à, chứ không có dùng từ đi nữa. Nhìn cái lợn xa xa thấy cái lợn thấy có que nhỏ bèn á. Mới cá mắm gì không đây, cá mắm gì không, có cá thì mới có mắm. Để mình quan sát á, thấy cái lợn hơi nghiêng mà không thấy cá ra nè, nước cũng hơi trong trong nè, thấy trong lỏng dữ vậy ta. Ủa lợn này không có con não kìa, hả lủng hôm không kỳ vậy. Con lợn coi không có sặc nữa ghê chứ, lợn lủng hôm như cuộc rồi lưa hụt dưới chứ. Ủa cái bà lợn này vậy không có cá sặc nào hết trơn, bá đạo trời. Thôi đặt lại mà, chỗ này còn im lắm, chỗ này cạn quá, chỗ này nước hơi cạn. À, dưới gốc dừa, dừa dưới gốc có cái lợn sao đây. Ủa lợn xây luôn bạn ơi, xây lợn luôn kìa. Em nhìn xa xa con cá nó lộ lộ dưới không, sao không thấy chân, thấy cái hôm lọc không với cái chai C2. Lờ này nếu không có người thăm là bằng con cá này nó xây cái lờ bon rồi luôn, biết kết quả luôn, có người thăm rồi bạn ơi, thiệt tịnh chứ, hôm còn nguyên. Ôi. Cái vườn bổ quan này nè, lâu lâu có người dẫn người ta đi bắt trộn, người gặp đồ á, chứ cũng ít người ra vô lắm, lâu lâu mới có người, mấy người đó đi thì tỉnh chứ. Đây đang con lỏng chỗ này trống trống chứ bạn thấy chứ, lợi hại lắm á, chống mình có vỏ bóc hàng. Ôi ướt sậy luôn cái gì trời, cùi đỏ hàng nào trong chống mà lại hại không. Lóc bạn ơi, đã chưa, đã chưa nói rồi, trong chống với lại hại. Lóc này nhỏ hơn lóc kia một chút được ha, mày khá bưởi. Cá tre chỗ mình cống cầu thấy dính cũng nhiều lắm, mà sao cá lóc thấy cống cầu dính ít, dính mà đặt lại cá lóc này vô nhiều hơn cá tre. Con lạnh ha, đã không vô. Giờ đặt lại thôi, mình sao kiếm vài con nữa. Chỗ này giống trống chứ thấy làm ăn được mà, đặt mấy cái lờ cá lóc nè, gặp mấy chỗ nào mà có con mồm á đặt nó dễ chạy hơn là mấy cái mương mà có lục bình nhiều đó. Dưới con chèn mình con cái nữa,
dở lên tung sổn 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 là đâu trời. Đây tưởng đâu mắc rồi chứ, bèn nhõng nha, mà không biết sao nha, không thấy cái dấu tung, thấy chai 513 nổi lên phình nè, không thấy quận luôn, im gu. Lẩm màng lẩm màng, lúa về lúa về. Ừ, thấy im gu dở lên nó quậy liền thấy không, đã chưa đã chưa đó, mấy con cũng hai ba con gì á, lụm gạo bạn ơi. Hai ẻm cỡ một à, quá đã quá đã, thứ gì chịu nổi, thứ gì chịu nổi, quốc cặp này thôi ấm ỉm rồi. Vô vô ngon lạnh cạnh tranh. Ù gặp lóc bạn luôn, xứng đáng rồi chứ, ngang ngửa nhau hẹn hò nhau đi chơi hả mày, lụm gạo mày liền, bày hẹn hò nhau đi chơi sao thoát thai anh được. Thầm lại cái lóc là vậy, dở lên quậy sộn sộn vậy đó, cảm giác nó phê lắm, tê tái cả người. Có con cặp này xứng đáng rồi chứ, cỡ một chà, nằm im để anh làm việc. Một con hôm nay bịp thấy ăn lạnh được bịp không, đã sướng không, sướng không. Vô cái lóc này giòn về nó chui hay cháy mà hành lên nó ăn thôi, nhức cái nắp, không thứ gì diễn tả nổi, thứ bảy nhật chịu không nổi, quá đẻ. Vô dở lại, thấy cái lợ lại rất là ngu, không có dấu hiệu chơi, nhưng dở lên nó cũng quậy cái hết hồn chứ, phóng lên cái hết hồn liền. Đặt lại thôi tái luôn bác tài ơi, thừa thẳng xong lên luôn. Bên đây chú Khải ông trồng mấy cái ổ mới nữa nè, mấy cái mương này mương lâu năm dữ lắm bạn, nhưng mà cái lóc bự lấy ít quá, lóc dựng nhân giòn tầm 250-300 gram nhiều, chứ nhìn cái hình mấy cái mương này lâu năm rồi dính rồi, còn nhiều hàng khủng lắm, ai biết được ngồi hên sao, tán lóc trà bá nữa, hàng không mẫu mực của Mỹ nữa. Cái lợ này không biết sau này gặp chướng khí gì, lúc trước thăm cũng ngon lắm, sau này thăm chút quất hoài, lần này lấy lại những gì đã mất. Đây không thấy gớt này chứ, thấy nó bù trộn, nó bù đẹp ghê, dần cháy. Còn cái này không có luôn á, kỳ đó, thơm thì ngắn ngon lạnh sao không có, cái này nó ngon. Rồi, ốc vỏ ốc nè, mấy cái vỏ ốc nè, thấy tơi tả chứ nè, hồi lúc trước mình đặt dính vô à, mấy lần đầu lần nào cũng có hẹn vậy, chứ sau này nó hơi chết, không hiểu lý do luôn, chứ nhìn hình này cá vẫn còn. Cái lời này mình đặt giữa mương luôn, chăn cây mình bác luôn, vậy mới sắc. Thử lần này hốt hẹn không, lúa về không, xa xa nó hơi nghiêng nghiêng, không thấy cá lội. Cái gốc cây mình bán là ngon quá mà sao kỳ vậy? Sổn không? Ánh thằng ở bà rùa. Ôi gặp bà rùa thấy quải trưởng nè bạn ơi. Cô bà rùa thấy ghét không? Gặp nó thấy mệt mỏi rồi đó. Còn cái hôm có gách không? Thiệt tình cái rùa vỗ khóa không? Ừ hên. Này nó mới vô làm sao nè. Nó không cắn lờ. Chứ thường vô mấy con rùa này thôi, nó cắn banh chạnh lợi vậy. Phải mình giữ đẹp nó nha, bắt nó ra đem về cho ba mình đóng nuôi. Cái là mình đặt bá đạo vậy, nó trong lỏng rồi. Rồi luôn, cái lỗ trà bá luôn. Lại không có lờ, thấy cái lỗ vậy thấy không? Hết thì giọng rồi. Thiệt tình, nó chuột phá.
Cái này ăn chuột nó trắng nè, không còn cái gì hết trơn. Rút cái con chuột này quái chứ. Trắng bấy xấy cho cái đầu mình. Thiệt tình mấy bà chuột này. Trắng nó kéo qua lờ trong lỏng luôn. Trời, nó nẻ cái lỗ này thấy nhỏ dữ thằng ôn trời. Nào tao đem bẫy lại, tao thu phục con mày hết, mày giống phá lợ tao. Ấm la xì bùa, xa 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 xì bùa. Hàng vô, hàng vô. Lóc chê chê lóc gì đâu. Trời vô hơi rồi, thấy tới một chuyện rồi kìa. Mình thấy bà rùa bạn ơi. Nhìn xa xa thấy bà rùa bà lú cái đậu lên rồi. Thôi thua. Cái lờ nào mà vô rùa rồi, ít khi nào có cá vô, trừ gan cá vô trước. Mấy cái lóc cái chê gặp con rùa nó sợ lắm. Nữa nè. Thứ gì chưa nổi bả không. Ui, đúng tàu lao rùa chứ. Chỗ mình không nhận rùa nhiều thiệt. Kiếm này cũng nhỏ ha. Mua này cũng nhỏ dữ à. Vô. Đại thăm thấy cái bà rùa lú đầu lên thấy quế chưởng. Mấy cái này nó chết chết sao kỳ cục kẹo vậy ta. Rùa chúng mình thì bào giết mà không hết nổi. Chứ hồi đó ít thấy lắm nha bạn. Sau này giữ thằng ôn. Cái này sao làm nên sự nghiệp không? Thay đổi cục diện không? Thấy cũng nghiêng nghiêng thấy nhỏng men nè. Ê, có cá quận, có cá quận nha. Có cá quận. Mỗi cái gì? Thấy quận quận kìa. Làm cái lóc siêu to khổng lồ à. Ký lô ăn lên này. Rồi, 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 rồi. Đó, đó. Đó, đó. Trời ơi, cái lóc bự bạn ơi, vô rồi. Mày ha bưởi. Bưởi ơi là bưởi. Thấy quận quận. Lụm hạng liền. Ủa, con cá lóc. Mấy cái sặc, ốc bu, thêm cái lóc cửng nè. Lóc cửng này để lại đi, thả. Được, cái lóc này ngon ha. Quá đã, quá đã. Chỗ mình gì chứ, ốc bu bao bạn ơi. Ốc bu dữ lắm, ốc bu. Mấy con bù nó, mấy con lóc nó cũng mám lắm á, như lương nữa. Nó che rồi. Wow, cá lóc đã. Ôi. Wow, cá lóc đã không, đã không, đã không. Quá đã, quá đã. Giờ cưng ơi. Thứ gì chịu nổi chẳng nào. Mấy lửa mấy con bù bự bự hết về. Cá sạc thì thôi khổ nói rồi. Ở đây tại do mình không ăn cá sạc chứ ba mẹ mình không ăn chứ. Nếu mà ăn cá sạc mình đặt mấy cái lợ là cá sạc thôi mà thấy muốn lạnh luôn. Hôm trước mình có quay mấy cái clip mình giúp thu đi đặt mấy cái lợ cá sạc đó. Mà thấy dính thấy ớt lạnh không. Cái gì cho mình cá sạc thì bao. Đó, nó lóc cẩn nè. Để thả ra. Rồi đặt lại ha. Thừa thắng xong lên luôn. Thời tới cảng không nổi trận này rồi. Mình đang chờ đợi hàng khủng mà, hàng ký ăn lên mà. Ủa cái bằng rồng này cái gì trời? Ừ bằng rồng rồi bán. Ú nè. Nó vậy nó đỏ đó. Sốc thiệt chứ. Nguyên cạn quéo quéo gì mấy bằng rồng. Cái lời này sao đây? Thấy cũng nhõng ben dữ lắm nè. Như cái sạc cái lóc mới chạy ta. Thấy chú nhủi cái lợ luôn rồi. Quân cặp cái lóc chà bá lửa ra. Ê, bạn thấy gì chưa? Hình như có con lươn nữa kìa, dạng cháy gì kìa. Vô bạn ơi. Dữ lắm cái lợ này nè. Đó, cái lóc kìa. Phóng. Đó, ừ, cái lóc bự. Ú, luôn chà bá luôn. Thánh thằng thương đụng ngu. Bởi vậy mình thấy cái phanh vàng vàng mà. Còn thấy dữ dặn chưa? Quá trời luôn nè.
Đã thiệt, đã thiệt. Thứ gì chịu nổi, thứ gì chịu nổi. Hót sỉ còn quẩy à. Dở lên thấy quẩn quẩn nước, thấy mình thấy cái phanh nó hơi vàng vàng rồi. Cái lợn thôi, bữa cơm ăn hết. Con lóc bự bạn ơi, chân luôn siêu to nữa chứ. Mình lúc mình dở cái lợn đó, mình thấy cái phanh vàng vàng nó lội 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 lội. Đã gì đâu, đã ngộ mẹo kìa. Hốt lóc cũng bự, thêm lương cũng bự nữa, hàng khủng. Bởi vì đặt mấy cái lợn cái lóc nè, vô được mấy con lương con nào nó xứng đáng không à. Cái lương nhỏ là lọt lỗ lưới chân. Đã không, đã không? Nhìn là mê liền. Lợi mình thấy đi, cái lợi nó hơi chút xuống vậy nè, nhõng ben. Thấy hy vọng chàng chè. Cái lóc đã bập thù lù vô mày luôn mà mới khó bắt à. Mày em để làm việc cái mau à, khỏi con mở sậy à. Gà luôn, tông con mỏ chị, tông con mỏ chị vợ, tông con mỏ chạy trơn vô mày gì. Ủa không nhận cái lợn này phê bạn ơi, bao phê luôn. Tay tái cả người. Ai luôn mất tài ơi. Bữa nay chặn đậm lè, đậm lét nữa rồi. Có một mấy cái lợn thôi làm nên chuyện lớn nữa. Mấy con lương bự các bạn thấy chứ, đặt cái chúng khó vô lắm á. Nói chữ mà đặt mấy cái lợn này với mấy cái lợn kiểu mà là lương hồi xưa á. Gọi là che á. Mới thu hụt được nó thôi. Chứ mấy cái này mà đặt chúng sau này khó nuốt lắm. Thấy cái nó khôn. Lương nó về thôi, nấu con lương nó về nó ôm lá cách thôi, cũng bá cháy bồ chét nhất nách, không phải chơi đâu. Cuốc à, à cuốc. Thường mấy chai năm mùa qua để ý hên lắm sao kỳ ta. Thường mấy chai năm mùa qua để ý hên lắm mà. Sổ à, hàng nữa, hàng về nữa rồi. Vô à, lúa về nữa bạn ơi. Ủa, này cũng bự bự à. Mấy con, hai con. Ừ, đã chưa, đã chưa. Quá đã rồi chứ. Còn cầm cái lợ dở lên, thấy nó gung ginh cái lợ. Cảm giác tay mình bực bực lâm vô lợ. Một đống ốc bu luôn. Thấy ốc bu thấy cho lợi hại lắm á, với cái sạc. Này bảo cá nữa rồi bạn ơi. Nãy giờ chỉ còn thiếu cái chè ha, cái lóc rùa luôn. Ù, khách sĩ còn bà 7, bà 8 triệu không nổi. Mấy cái lóc này về hết bầu ha, nó chua, cái nước chui. Nó kho cả kho tiêu ăn cũng ngon, kho bầu luôn vậy. Lóc này bắt được rồi. Vô. Ủa, đang mới ốc bù bự bự ra. Chỗ mình ốc bù đen gặt ghi không nha, không có ốc bù vàng nha. Mấy ốc bù này về lục xã hơi gai, cũng hết biết đường về nhà chứ không phải chơi đâu bạn. Quá trời ốc bù. Tới luôn bác Tài, bác Tài cô lên, cô lên. Bữa nay trúng cá mà đi không biết mệt là gì luôn á. Còn bữa nào thắt thu đi á, cặp giò những hai tảng đá đi muốn không nổi. Ủa nhá xanh rồi. Đâu đây con cá lợn nè. Đó để nhánh nhãn. Này quốc thêm cặp cá lóc nữa coi. Nãy giờ chưa thấy cá chê ha. Bóc hàng. Hốt hàng. Hàng hốt. Im ru vắng tanh như chùa Bà Đanh chứ không thấy động tĩnh nhúc nhích, nhưng mà thấy con ốc bu nằm dưới kìa. Sổn sổn sổn. Ê, như có được lóc cẩn gì vậy.
có đó cũng vậy á. Con này cũng không bự hung bạn ơi, mà cá lóc gì á, có biết ngay. Lóc này bắt được rồi, có hơn không, có chồng hơn ở giá một đống hóc bu nữa trời, chứ hóc bu đâu mà tại giữ thằng ôm mà. Quá trời hóc bu à, hóc bu này chỗ mình bán cũng 40-50 ngàn ký á, có thời điểm sáng có 70 luôn á, nhưng thường nó rơi rồi có tầm 40-50 ngàn. Ba mình không thấy mấy hóc bu này cũng khoái lắm, về luộc chả không la dai thôi. Nghề luộc xả mình la dai là bá chí một chét luôn. Lóc nghe, lóc nghe, lóc này cũng bắt được rồi, cũng trọng rồi. Thế này này, mấy cây chôm chôm tới tháng ra trái nhìn thấy đẹp lắm, dữ dằn lắm. Này cũng vườn của hàng xóm, mình đặt chủ yếu vườn của người quen hàng xóm, chứ đặt của người lạ thì khi họ thấy họ la kỳ lắm. Này chỗ ống cống nước rảnh nước ra vô nè, không biết tình hình nó như thế nào đây, thì chẳng ông cống nước ra vô cá thường gạch tới lui lắm không biết sao. Không thấy động tĩnh, nhúc nhích cũng không thấy luôn. Ê ê ừ, thằng thiên động mơ cái gì vậy, quá trời hóc bu có sạc luôn các bạn coi nè, hết hồn không, dở cái lờ lên thấy có cảm giác luôn á. Thôi đặt lại thôi, chỗ này rảnh nước ngon quá trời, cá vô ta, cái này là đúng ngon luôn á, rảnh nước thấy vậy cho nó tán cơn mưa xuống thấy cá vô thấy cảnh. Dạo này cái trời mưa hơi khó à. Bên đó đó mình con cái á. À, cái lợn này như gớt nại nha, có dấu hiệu nha, mà có dấu hiệu, có dấu hiệu nó gớt sậy rồi đó. U dùng bắn lợn luôn kìa, u sốc ta, sốc như mày, sậy đâu hết trơn luôn rồi, không thấy cái sậy nữa hết trơn vậy. Bên hông nè, hông là cá vẫn còn, như còn thấy rung rinh kìa, dở nhanh lên mới được. Đó, trời ơi, lấy con kì vậy, nó vẫn chơi hoài, con mà gót rất sậy trời. Ui, tào lao trời, cũng đâu tệ lắm, cũng 2-3 con chứ mà. Có con mà cũng rất sậy nữa. Mày manh động giữ thằng ôn vậy, ngoại cho mấy ngốc bu nữa kìa. Chịu đợi sao cho nổi. Vậy mà nó cũng manh động cho được. Tưởng đâu vô 2-3 con là bèo á, không mình nó mà vô nó manh động cỡ đó rồi. Mày mặt manh động mày dễ hôn sữa đẹp mày luôn nữa đó, manh động. Ừ. Mấy cái lóc này mà mập không ha, đủ mồi bởi vì con nào nó ăn mập luôn. Mít mít thái luôn, chính hiệu luôn. Cá lờ này mình đặt không thể nào tưởng tượng nổi, nó cạn gần nó lúc biển hôm là lụm mương ganh, bởi vì nước cạn quá cạn. Mấy con ganh này nó đặt trong lương thấy lợi hại lắm á. Sao đây cưng, chẳng sao gì không? Ai biết quả thời vô lương luôn không? Cái này ốc bu không? Chất quốc. Eo lúng. Trời ơi, lúc sáng luôn rồi. Lúc tới đầu luôn. Có người ta bên kia không dám, mình không dám nói lớn. Gì đây cưng? Trời ơi, đủ con cá lóc bạn ơi. Con lóc này đặt lại luôn đi, lúng rồi, lúng rồi cái đầu luôn rồi. Lóc nó để lại đặt nhữ, ai biết gì thằng sao dính cặp bố mẹ nó vô.
kiếm con cá lóc trong ký lô sao chua dữ ta. Mấy cái mương này, mấy mương lâu năm không nè, mà lóc khủng nó bị tích vàng hộ hết rồi sao. Dưới cây gòn, gòn dưới cây bốc hèn, thấy ốc nổi không à, không thấy động tĩnh gì hết. Lại quay vẹt cỏ ra cái lợp nó nguyên nguyên nha, cảm giác nó phê lắm phê. Ê, ê, có hàng nha, có hàng nha, đó đó đó, quận không ngoài cá bự. U được 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 đó cũng được nha. Mày hả mày, thuộc có lóc mọc mộ mẹo, mập mẹ bạn, chà bá lửa quá mập, ăn cho cố vô mập giữa thằng ô mày. Mày mập với tao cái lời đứa nào chết chết rồi đó. Lại mình thấy dở sao đem gu, dở lên xíu nó mới thấy nó. Dạ. Wow, coi cái lóc nó mập nè. Bên kia có người bây không dám nói lớn. Quá đã quá đã. Thứ gì chưa nổi, thứ gì chưa nổi. 70 triệu không nổi đâu vô. Cái này trúng mánh rồi bạn ơi. Này cái lóc sạch ghi không? Đây ta chặt cỏ từ lưa ở chân nè. Hình như đây cái lợn nó sao nữa nè. Rồi như thấy trong lỏng không trời. Như giang hộ tẩu gì rồi. Rồi luôn không biết kết quả luôn bạn ơi. Giang hộ tẩu cái lợn của mình rồi. Ngày xưa có con kiến nó bằng con voi nó lôi con bò xuống sông. Là đặt cái chỗ đó trong lỏng đó đó. Người tỏ cỏ họ dẹt ra nè, lấy nè. Ui. Buồn như con chuồn chuồn chứ. Còn cái ở đây nó hết rồi. Cái này chắc nghi một đi không trở lại nữa. Còn hai cái này tính vớt vét vài con nữa, con hai con nữa mới gục. Bị giang hồ phát hiện rồi. Là chắc nghiêu xong nữa rồi bạn ơi. Mắc luôn rồi. Đặt chỗ này nè. Hai cứu mắt hết trơn luôn. Thiệt tình. Không tình được hai cái cứu để dành lại đây quay xong rồi. Kiếm con hai con nữa. Không tình còn hai cái cứu bị mắc. Thôi về về không? Bó tay luôn. Lại thấy họ phát cỏ thấy nghi nghi rồi. Giờ giang hồ hiểm ác thiệt chứ. Cỡ nào cỡ. Khi không phát hiện là thôi lụm liền. Nhưng mà được cái bữa nay trúng cá thôi kệ. Hôm nay ngon lắm nha. Cái đó bữa nay là cái lóc gặt ghi không đó, chứ không phải dẫn chơi à. Giờ về thôi. Hôm nay tính sơ sơ qua là ngon lành cạnh tranh đó, chứ không phải giỡn à. Hôm nay được con lươn bự nữa chứ. Quên vụn lượng bự nữa. Nó lựa khu mồ mã đặc kỹ đó. Mà vụn mồm ác còn nhiều ghê. Đây là thành quả nè. Quả trời tối không. Mùa đầy đủ các kiểu đà điểu. Mẹ mẹ. Quên con lươn bự nữa chứ. Lương nữa nè. Lương là chà bá. Lương là hàng khủng. Còn chỗ mình mà lương nhiều không. Nhưng mà nói về lương bự cũng hơi khó đó. Mấy lương cỡ này đâu phải chuyện chuyện chơi. Nó tung cái đầu ta bấy sấy chân. Này gùa ốc hai cái cuối thiệt tịnh chứ. Tính chứ tôi nghĩ chắc hai cái đó ngon lắm. Thăm lần nào không nào khoảng chứ. Cuối cuộc giờ bị mắc rồi. Tiếc hồi hồi. Hai con gùa ba mình cũng nuôi. Tao lóc luôn nè. Cá lóc
con nào đấy mà thù lù. Đã không? Quá đã, quá đã. Ốc bu nữa, tà lư hết trơn á. Cắt kiểu con đà điểu. Có con lươn bự ra. Em căng ra thử mà. Thử cái căng lươn vô. Ốc bu con này lựa con nào đấy bành bành chứ mà. Con lươn cái bụng ớt đen thù lùi vậy. Như đây. Lương hả? Như đây. Ồ lương lương 300 g giác bạn ơi. Giác xíu. 300 g giác. Ủ lương nè. Cái mẹ mình bắt rộng luôn. Được mớ cá lóc, lóc bù. Nay không có con tre nào hết trơn á, cá lóc không à. Cái rộng cá lóc đi, mấy cá lóc mà bỏ vô. Con ốc tùm lum hết trơn, thôi khỏi. Được, được mới thôi được. Hôm qua mày ba cái thao có nửa ký hả mày? Thao này nửa ký hả? Vậy mà nào giờ căng cái tửng ký? Nửa ký à? Tao mới bỏ 1 cân. Vậy mà chuyện heo ở này ốc tùm lum hết trơn. Bỏ giá cân thôi, bỏ cá lóc thôi. Để cho hết, nhiều lắm bà ơi. Thôi rồi. Nè hai con thử, hai con này ăn nha. Trời ơi nó phóng hô, nó manh động quá. Thôi được rồi. Cái này có lóc rồi. Lóc bự luôn, hai con đó. Hai con đó không gần 700 gram. Con lóc con nó kìa mẹ ơi, tùm lum chưa. Thằng con lóc âm hiểm không. Lóc đặt ghi rồi, họ lựa mấy lóc nuôi ra. Đi thêm hai bộ nữa cho ổng, ổng nuôi nữa. Hai cái cuối mắc ổn quá chỗ. Hai cái kể là tại nào tại bỏ đám bạn không giờ dưới con hai con. Hai cái lợi đó thăm mà nào giờ không có phản luôn á. Thăm là lụm, thăm là lụm. Vậy bữa nay dân hộ tẩu bắt tay rồi hai cái. Rồi sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Giờ mẹ mình ba đang rộng mấy cá ốc lươn rùa đồ tùm lum tùm la. Mấy cá cũ vẫn còn nữa. Này cũng trúng mánh nè, chứ không phải giỡn đâu. Đã có mấy cái bắt hai cái rồi. Khóa như cái lóc này. Đây cái lóc nào nó đen mùi. Nằm dưới đây mấy con nữa. Ốc tò lưa ở dưới chứ. Những cái lóc của này rồi. 2 4 6 8 10 con. 10 con. Con nhìn mấy cái lóc. Đã gì đâu đã. Lóc này nó chui hay nấu chua. Ba cháy bù chét. Rồi chào nhà nha, hẹn cả nhà đến sau nha. Nếu mà em có lựa ra bắt rộng.